vượt hàng trăm cây số, những tờ báo Tuổi Trẻ nóng hổi về tình hình Biển Đông đã chính thức được trao tận tay những kiểm ngư viên, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa. Cùng với những món quà ý nghĩa từ đất liền như rau xanh, hoa quả, trái cây, lương thực, báo Tuổi Trẻ đến với những người đang thực thi nhiệm vụ trên biển là món ăn tinh thần không thể thiếu. Báo không chỉ mang đến thông tin mà còn chuyển thông điệp niềm tin từ hậu phương ra tiền tuyến. Ngay sau khi tàu HB-926 có mặt tại vùng biển Hoàng Sa để tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đòi Trung Quốc rút giàn khoan HD-981, những tờ báo Tuổi Trẻ liền được chuyển sang các tàu kiểm ngư vùng 4 đang bám trụ tại đây. Những tờ báo được các kiểm ngư viên chia theo từng số, phân đều theo ngày và gói khá cẩn thận. 5 chiếc tàu kiểm ngư của biên đội kiểm ngư vùng 4 lần lượt nhận đủ gần 10 số báo của Tuổi Trẻ tính từ số đầu tiên nói về việc Trung Quốc kéo giàn khoan 981 xuống Biển Đông. Kiểm ngư là lực lượng mà tham gia bảo vệ chủ quyền của mình từ cái ngày mà Trung Quốc đã hạ đặt cái giàn khoan HD-981 đầu tiên trên cái chủ quyền của mình ấy. Lực lượng này đã bám trụ biển rất là lâu. Bây giờ anh em đã khan hiếm cả thực phẩm, cả cái nguồn tinh thần như báo chí và cả cái tin tức. Do đó cái việc mà tàu chúng ta viện trợ được một ít báo chí và rau quả đó là một cái nguồn cổ vũ động viên rất lớn với anh em lực lượng kiểm ngư tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển. Thưa bạn, ngày hôm nay những tờ báo Tuổi Trẻ này đã trở thành những tờ báo đầu tiên đến với các kiểm ngư và cảnh sát biển đang có mặt trên vùng biển Hoàng Sa thực hiện chấp pháp khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.